Ngày 27 tháng 9, Công an quận 7 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra đối tượng Trần Huy, sinh năm 1987, ngụ quận 7, về hành vi giết người. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, người dân nghe tiếng la hét từ căn nhà ở hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Khi đến xem, mọi người phát hiện thi thể một người đàn ông không còn nguyên vẹn nằm gần khu vực chuồng gà. Nghi can sau đó bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, Huy khai là hàng xóm của nạn nhân, trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại nạn nhân. Qua kiểm tra nhanh, Huy âm tính với ma túy. Hiện tại Huy đang rất hoang mang vì hành động của mình. Tiến hành khám xét nơi ở của Huy, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan.